Xin chào anh em. Buổi trưa của ngày mùng 7 tháng 5, một chiều hè lịch sử. Quay cho mọi người cái thuốc test hoa này nhá. Đây là một cây năm anh trắng hiển oanh dài tầm khoảng 20 cm. Năm ngoái nếu mà liều mà bán đi là đút túi khoảng 150 triệu đấy. Nhưng trước nó là ba cái thân già. Cái thân già này mình nó dài bằng này và một cái thân mẹ nó đấy, nhưng mà mình cắt ươm ki rồi. Cái cây này mình mua của Hoa Lan Tạ Quyên ở Tuyên Quang, bây giờ đã từ một cô giáo bán lan bình thường đã trở thành một người rất giàu có anh em nhé. Thì cây này mình mua năm 2019 đấy, giặt dẹo mãi, tại vì trước đây thì cũng không có giàn cho nên là trồng ở dưới kia nó thối nhiều quá, thối nhiều không thì bây giờ đã thành mấy bụi rồi. Lúc em mua là 15 triệu đấy. Giới thiệu mọi người cái cách chúng ta test hoa cái lọ A5000 này, hàng nhập của Nhật mọi người nha. Hàng nhập của Nhật này thì nói cũng báo cáo với anh em là cái cách chúng ta dùng rất đơn giản. Đấy, chúng ta chỉ xé cái ngọn lá này. Đấy, xé cái đầu lá xong chúng ta bỏ, chúng ta nhỏ một giọt vào. Đấy, không tưới gì cả. Sau 2 ngày, 2 đến 3 ngày chúng ta lại giỏ vào một lần nữa. Thì đây mình giỏ, vừa giỏ đầu ngọn, vừa giỏ mắt ngủ. Thế là nó ra này. Mắt ngủ thì ra lại vừa ra ki vừa ra hoa này. Đấy. Ở phần mặt bên này của nó ra toàn hoa đây mọi người nhé. Đấy. Đều ra hoa hết. Đây là cái thuốc test hoa đạt hiệu quả 100%. Bạn mình test cái cây 6 sen. Ho là vốn cái loại cây vốn mà ít hoa kén hay siêng ki, nhưng mà dùng cái loại này thì lên luôn. Đây mọi người nhé, chuẩn HO rồi, nụ xanh lét. Đây cái này mình thì cũng vừa test được 20 ngày này mọi người này. Đây ho này. Đấy. Thì anh em nếu mà muốn lật tẩy những anh em bán lan lừa nhé, và cũng đồng thời là muốn kiểm tra cái cây của mình có chuẩn hoa hay không, thì anh em dùng cái loại này cho em nhé. Loại này là bên em có bán, hiện tại giá là 129.000 bao ship. Bao ship nhanh nha anh em nhé. 129, hàng nhập của Nhật cho nên là cái hiệu quả của nó 100%, tức là rất cao anh em nhé. Đấy, em để phần số điện thoại của em ghi ở dưới một video. Ai mà có nhu cầu thì nhắn Zalo hoặc gọi điện trực tiếp cho em sẽ ship cho mọi người nha. Em xin chào cả nhà. Cái phép thử này chỉ trong vòng 2 tháng là anh em biết kết quả. Xin chào anh em.